Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ cao su chân máy cho dòng xe Volvo phiên bản Volvo 940. Volvo 940 là một phiên bản Volvo được sản xuất vào những năm 1996 đến 1999. Sản phẩm cao su chân máy của công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được sản xuất bởi thương hiệu OEM của Đức. Thương hiệu OEM này là một thương hiệu chuyên sản xuất cao su chân máy cho các dòng xe Volvo nguyên bản. Đây, chất liệu cao su rất chuẩn. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe nhập Mỹ cũng như các dòng xe nhập châu Âu, vui lòng liên lạc với phụ tùng của tôi nhập Mỹ. Chúng tôi tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.